số sự kiện nổi bật hot nhất mạng xã hội tuần qua. Nhân viên cây xăng bị bật tai vì nghi gian lận. Đoạn clip có độ dài khoảng hơn 1 phút ghi lại cảnh người thanh niên chửi bới và tát nhân viên cây xăng vì nghi gian lận. Sự việc diễn ra tại một cây xăng trên đường Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh! Ngay sau khi được chia sẻ, clip đã nhận được những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Một lần nữa, vấn đề về gian lận xăng dầu lại được đưa ra mổ xẻ. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, khách hàng nam đã đến một gara ô tô để kiểm tra dung tích thật sự của bình xăng. Ở một diễn biến khác, chủ cây xăng bị nghi gian lận này cũng tuyên bố treo thưởng 50 triệu cho ai phát hiện cửa hàng mình làm ăn gian dối. Sự việc còn chưa ngã ngũ thì có thông tin cho rằng cây xăng này chỉ là đại lý nhái của thương hiệu Petrolimex. Hiện chưa có trả lời chính thức của đơn vị chủ quản cây xăng trước vấn đề trên. Dân mạng bức xúc với thông tin nghi can thảm sát Bình Phước không hối hận khi gây án. Trong quá trình bị điều tra vụ thảm sát ở Bình Phước, nghi can Tiến và Thoại tỏ ra ăn năn hối hận và xin được giảm nhẹ án phạt để làm lại cuộc đời. Riêng nghi phạm Nguyễn Hải Dương khai báo mạch lạc, nhưng anh ta không hối hận và cũng không xin giảm nhẹ hình phạt. Thông tin này đã khiến nhiều người bức xúc và bất ngờ. Đa phần các ý kiến đều cho rằng Nguyễn Hải Dương là kẻ sát thủ máu lạnh. Trong khi đó, một số khác cũng mong muốn vụ án được nhanh chóng đưa ra xét xử để làm bài học răn đe cho những người khác. Xôn xao thông tin nữ ca sĩ Quế Vân tự tử vì chuyện buồn cuộc sống. Tối ngày 29 tháng 10, em trai Quế Vân là Hoài Nam viết dòng tâm sự xót xa trong lúc đưa chị gái đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo chia sẻ của Nam trên trang cá nhân, tình trạng của nữ ca sĩ khá nguy kịch. Hoài Nam cho biết thêm, thời gian gần đây, Quế Vân gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này. Quế Vân là người mẫu cùng thời với Hà Hồ, sau chuyển sang ca hát. Năm 2014, người đẹp này từng tham gia bước nhảy vượt vũ và đạt được những thành công nhất định. Chính vì thế, sự việc này khiến cho không ít người hâm mộ tỏ ra bất ngờ và sốc. Hiện tình hình sức khỏe của cô đã qua cơn nguy kịch và đang tiến triển khá tốt. Bố xích con trai vào xe máy rồi kéo lê trên đường vì tội mê game. Đoạn video đang được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Theo hình ảnh trong video, một cậu bé chừng 12 tuổi bị hai người đàn ông dùng dây xích buộc vào cổ tay, sau đó khóa sau xe máy. Khi xe máy nổ máy, cậu bé cúi đầu lẽo đẽo chạy phía sau. Khi được chừng 300m, cậu được cho lên xe ngồi. Sự việc được cho là đã xảy ra vào chiều 12 tháng 10 tại Phú Bình, Thái Nguyên. Nhiều người cho rằng nguyên nhân của sự việc là do cậu bé bỏ nhà đi chơi game mà không chịu học hành nên bị gia đình phạt cho nhớ. Song cũng ít ý kiến cho rằng hành động của người đàn ông trong video là phản giáo dục và rất dễ gây tổn thương tâm lý cho cậu bé sau này. Hot girl Quỳnh Anh Xin bị tố chảnh chọe ống hẹo khi chụp hình. Cách đây chưa lâu, trên Facebook của một chuyên viên trang điểm khá có tiếng ở Hà Nội đã đăng tải một dòng trạng thái nhắc đến Quỳnh Anh Xin và ngay lập tức trở thành tâm điểm của dân mạng. Theo đó, người này tố hot girl xinh đẹp có thái độ làm việc không chuyên nghiệp, tự ý bỏ buổi chụp hình mà không xin phép. Ngay sau khi vụ việc vừa xảy ra, nhiều bạn bè thân thiết của hot girl này đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cô nàng. Trong khi đó, các đơn vị make up kia thì vẫn liên tục tung ra những bằng chứng khẳng định quan điểm của mình. Hiện sự việc vẫn chưa ngã ngũ.